Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu ba lô cầu vòng với họa tiết móc là các cái mũi móc đơn. Ở trên miệng của ba lô thì mình có làm cài nút, có nút hít 500 và có dây cài điều chỉnh. Ở mặt sau của túi thì có gắn một sợi dây đeo với 3 điểm trên thân của túi như thế này. Đây, một sợi dây cài với 3 điểm trên thân túi. Mẫu ba lô như thế này. Dụng cụ mình gồm sợi thô trơn, ở đây mình dùng sợi thô dày khoảng 1.75 đến 2 mm. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu, dùng đầu số 4. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim lớn hơn hoặc là bằng sợi len nha, để cho cái phần túi của mình nó được chắc chắn hơn. Kéo các len. Một mẫu nút hít thì ở đây mình sử dụng nút hít có cái phần G ở phía sau nè. Đây, có hai cái phần G ở phía sau như thế này. Khoen D mình sử dụng khoen D loại nhỏ và mình sử dụng 3 cái nha. Càng cua thì mình sử dụng hai cái cho hai đầu dây. Kim khâu len. Ngoài ra thì còn có canvas. Ở đây mình sử dụng canvas lỗ tròn. Và một ít vải. Thì cái phần vải này mình sẽ may cái phần đáy túi để cho cái phần đáy túi của mình nó được thẩm mỹ hơn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần đáy trước. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt cho mình một tấm canvas như thế này. Thì cái tấm canvas của mình có chiều dài là 18 cm và độ rộng của nó là 8 cm nha. Và đây cũng sẽ là độ rộng của phần đáy ba lô nha. Bây giờ mình sẽ móc phần đáy túi với màu đỏ trước. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích bằng với cái chiều dài của tấm canvas này. Thì cái xích đầu tiên này nó sẽ khác nhau tùy vào tay thợ móc nha, có thợ móc lỏng, có thợ móc chặt, cho nên cái số mũi móc này nó sẽ khác nhau nè. Ở đây mình móc lên 35 mũi móc. 4 5 6 7, 8, 9 và 10. Sau khi đã móc được 35 mũi móc xích thì cái chiều dài của sợi dây móc xích này nó sẽ bằng với chiều dài của tấm canvas. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái hàng móc tiếp theo nè. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 35 một mũi móc đơn. Chân móc thứ 34 cũng móc một mũi móc đơn vào đây. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Và ta cũng làm tương tự cho các chân móc còn lại. Móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần đáy túi của mình đã có độ dày hai hàng móc rồi. Tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ làm tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau đó móc đến cuối hàng. Cũng móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó cái chân móc kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc nữa, tương tự như cái hàng móc mà ta vừa móc á. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi độ rộng của phần đáy túi này sẽ bằng với độ rộng của tấm canvas thì các bạn ngưng nha. Cũng thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc nữa thì lúc này cái độ rộng của phần đáy túi sẽ bằng với độ rộng của tấm canvas nè. Bây giờ ta sẽ tiến hành nẹp canvas với cái phần đáy túi này. Thì thông thường ta sẽ nẹp trực tiếp vào các cái chân móc của đáy túi cũng như là móc trực tiếp vào các cái lỗ của canvas nè để nẹp lại bằng các cái mũi móc đơn. Nhưng ở đây do số mũi móc của tấm canvas cũng như là số mũi móc của phần đáy túi không có bằng nhau nên lát nữa mình sẽ sử dụng kim khâu để khâu lại cho chắc chắn hơn nha. Và cái phần đáy túi của mình nó sẽ không có bị lệch qua một bên. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền ở đáy túi trước. Trước khi viền lại cái phần đáy túi thì móc lên cho mình một mũi móc xích. Ta có thể viền lại ở chiều rộng trước sau đó mới đến chiều dài nha, hoặc là các bạn có thể móc chiều dài trước cũng được. Móc cho mình vào chân móc mà mình vừa kết thúc này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó di chuyển kim lần lượt vào các chân móc của các hàng móc phía dưới này nè, lần lượt vào các cái chân móc á. Thì cái chân móc kế tiếp sẽ là chân móc của cái hàng móc phía dưới nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn vào đây. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Như vậy là ta viền được một phần bề rộng của đáy túi. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã viền được độ rộng của phần đáy túi cho đến chân móc cuối cùng rồi, thì tiếp tục ở cái chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ móc cho mình vào đây thêm 2 mũi móc đơn nữa, để ta được 3 mũi móc đơn ở cái chân móc cuối cùng nha. Để ta tạo cái độ bo cho cái phần đáy túi á, đây sẽ là chân cuối cùng nè. Các bạn sẽ móc tiếp vào đây cho mình 2 mũi móc đơn nữa, để ta được 3 mũi móc đơn ở chân móc cuối cùng. Đây, móc tiếp vào đây cho mình 2 mũi móc đơn nữa. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Thì lúc này cái góc của mình nó đã có cái độ bo lại nè. Tiếp tục cái hàng móc tiếp theo này cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nha. Móc tương tự cho các chân móc tiếp theo. Chân bên cạnh này cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Tương tự chân kế bên cũng một mũi móc đơn. Ta tạo được một góc của phần đáy túi nè. Thì các bạn sẽ viền tương tự cho mình cái phần đáy túi này. Ở hai cái góc còn lại cũng viền tương tự nha. Cái góc cuối cùng cũng viền lại 3 mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng. Ở cái phần bề rộng của đáy túi này cũng tương tự như cái phần bề rộng bên này nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Bề rộng của đáy túi bên cạnh cũng làm tương tự. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, vào các cái chân móc của hàng móc nha. Ta sẽ viền tương tự cho đến cuối hàng. Viền tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Và lưu ý ở mỗi cái góc vuông, chân cuối cùng của cái góc vuông ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào cái chân cuối cùng nha. Móc cho mình vào cái chân cuối cùng 3 mũi móc đơn để ta tạo một cái góc vuông á. Sau đó móc tiếp vào các chân móc của cái cạnh bên này, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng.
ta tạo ra được góc vuông thứ hai cho phần đáy túi. Ở góc vuông này cũng làm tương tự nha, và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi viền được đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào đây. Đây, khi đã móc được một mũi móc đơn rồi tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc đơn nữa. Như vậy là mình vừa viền được phần đáy túi với hàng móc mũi móc đơn viền. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc đầu tiên ta viền á, chân móc mũi đơn đầu tiên mà ta viền và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ không có điểm kết thúc nè. Ta bắt đầu móc xoắn ốc cái phần thân đi lên cho cái phần thân túi nha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã có các cái chân móc để lên thân túi phía trên thì bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp canvas vào trong đáy túi nè. Ta sẽ sử dụng kim khâu để nẹp canvas nha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn kim khâu và một sợi len dài để nẹp tấm canvas vào trong cái phần đáy túi nè. Thì để nẹp canvas vào trong đáy túi được chắc chắn hơn thì ở đầu dây mà ta chuẩn bị khâu á, các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đấy. Sau đó đưa kim cho mình vào chân móc bất kỳ của cái hàng móc phía dưới này, các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây, tức là ta sẽ giấu sợi len thừa trước khi nẹp canvas. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ nha. Sau đó đâm kim cho mình đến cái chân móc sát cái chân móc mà ta giấu ở đây nè. Đâm kim cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc mà ta viền nha. Đâm xuống phía dưới. Tiếp tục ở mặt phải của đáy túi, khi đã có cái chân móc đầu tiên để bắt đầu nẹp cái phần canvas này vào rồi thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên nè. Đâm kim lên. Đồng thời đâm kim vào một lỗ của tấm canvas tương ứng với cái chân móc mà ta bắt đầu khâu á. Các bạn sẽ đưa cho mình kim song song vào hai cái chân móc như thế này. Sau đó kéo lên. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp của tấm canvas, đồng thời đâm kim đến cái chân móc kế bên của cái phần đáy túi nè. Cái chân móc kế bên ở phía sau này và kéo lên. Thì ở phần đáy túi phía ngoài các bạn sẽ đâm kim xen kẽ cho mình vào các cái chân móc của cái hàng móc mà ta viền đây nè. Các bạn sẽ đâm kim tương tự cho mình và khâu lại toàn bộ cái phần đáy túi này. Đối với các cái lỗ của tấm canvas thì ta không cần phải đâm kim xen kẽ vào các cái lỗ nha, mà các bạn sẽ đâm kim cho mình tương ứng với các cái chân móc của cái phần đáy túi nè. Khâu lại toàn bộ cho đến chân móc mà ta bắt đầu khâu. Và khi khâu lưu ý cho mình là ta sẽ siết chặt sợi len nha, để cái phần canvas này nó được nẹp cứng kép hơn vào trong đáy túi nè. Đâm kim lần lượt vào các chân móc của đáy túi, đồng thời đâm kim vào các cái chân móc tương ứng của phần canvas. Lưu ý siết chặt sợi len vào cho cái phần đáy túi nè. Đây thì cái mặt sau của đáy túi nó sẽ như thế này. Ta sẽ tiến hành khâu tương tự cho đến chân móc mà ta khâu đầu tiên nha.
Sau khi đã nẹp được tấm canvas vào trong đáy túi, vào trong các cái mũi móc của cái hàng mũi móc đơn viền lại ở phần đáy túi nè. Thì lúc này cái phần đáy túi với tấm canvas của mình đã được nẹp chắc chắn và đáy túi của mình nó sẽ cứng cáp hơn. Thì các bạn sẽ để ý cho mình khoảng cách giữa các cái lỗ ở tấm canvas nó sẽ không có được đều nhau nè. Khoảng cách khâu nó sẽ không đều nhau nha. Còn ở mặt đáy túi thì nó sẽ đều nhau. Ở cái đoạn len thừa khi khâu và hoàn tất thì các bạn sẽ tạo cho mình một guốc ở đây, sau đó đâm kim vào các cái chân móc ở phía trong. Các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào chính giữa của mặt túi cũng như là canvas nè. Đâm vào trong như thế này để ta giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc cho cái phần đáy túi của mình nó được thẩm mỹ hơn. Sau đó cắt sợi len thừa. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần thân đi lên. Thì khi nẹp cái phần canvas vào trong đáy túi, các bạn nẹp cho mình vào các cái chân móc của hàng móc mũi đơn nè. Cái hàng móc mũi đơn viền của phần đáy túi thì ta sẽ đâm kim vào các cái chân móc viền ở phía dưới nè. Đâm kim vào các cái chân móc phía dưới này. Cái phần thân túi của mình nó sẽ có cái chân móc hở ra nè. Các bạn sẽ tiến hành móc phần thân túi đi lên vào các cái chân móc của phần viền này nhé. Móc tiếp vào các cái chân móc của cái hàng móc ta vừa móc này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì cái phần viền đáy túi này mình không kết mũi, ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc cho cái phần thân nha. Để cho cái mũi móc của mình khi nối lại nó sẽ không có bị hở. Các bạn sẽ dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân móc bắt đầu móc cái phần thân đi lên nè. Sau đó móc tiếp mỗi chân móc làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cái cụm 3 chân móc cùng chân phía dưới thì mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và ở đây ta không tăng mũi nha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc vào 3 chân móc của cái chân móc cùng chân phía dưới nè. Như vậy là cái phần thân túi của mình nó đã có cái độ cúp lên rồi nè. Các bạn sẽ móc cho mình tương tự cho các chân móc còn lại đến chân móc mà ta đánh dấu ở đây. Ở các cái góc vuông này cũng tương tự, mỗi chân móc ta móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và không tăng mũi nha. Móc tương tự cho góc vuông còn lại. Sau khi móc đến chân móc mà ta đánh dấu thì đây sẽ là hàng móc đầu tiên của phần thân túi đi lên nè. Đây thì lúc này cái phần thân túi của mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc nha. Móc tiếp cho mình vào chân kế bên một mũi móc đơn. Thì phần thân túi của mình nó sẽ xoắn ốc như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại. Móc cho đến khi cái phần thân túi này nó đạt được đến cái chiều cao mà các bạn mong muốn á. Nếu các bạn sử dụng một màu thì sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa đến khi ta đạt được cái chiều cao của phần thân túi nhất định nha. Đối với mẫu ba lô của mình là mẫu ba lô cầu vòng nên các cái hàng móc tiếp theo ta sẽ tiến hành thay màu để tạo họa tiết cầu vòng cho phần thân túi. Các bạn sẽ lấy chiều cao của phần thân túi mà các bạn muốn móc, sau đó chia cho số màu mà các bạn móc cho cái phần thân túi này thì ta sẽ ra được chiều cao của mỗi màu nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc cái phần màu đỏ này cho đến khi ta đạt được 3 cm thì chiều cao của thân túi mình nó sẽ được 25 tính luôn cả cái phần nắp ở phía trên nha. Ta sẽ móc xoắn ốc thêm nhiều hàng móc nữa, tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè.
mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được chiều cao của cái hàng màu đỏ. Sau khi đã móc được xoắn ốc cái phần thân màu đỏ này, đến khi đạt được cái chiều cao của mỗi màu, thì ở cái chân móc cuối cùng nó sẽ thẳng hàng với cái mũi móc mà mình đánh dấu ở đây nè. Bên trong của đáy túi các bạn sẽ sử dụng cho mình một lớp vải và may vào cái phần đáy túi này để ta không có bị hở cái tấm canvas nè. Ta sẽ dùng kim và chỉ len thông thường may cái phần vải này vào trong cái phần đáy túi nè. Và khi may lưu ý cho mình, ở mỗi hàng móc mũi đơn ta sẽ có cái mũi móc mà nó nằm ngang như thế này nè. Đây các cái mũi móc nằm ngang như thế này. Thì khi khâu cũng tương tự, khâu cho mình cái phần vải này với cái hàng móc nằm ngang sát với tấm canvas ở phía dưới nè. Để cái mũi móc của mình nó được đẹp hơn và che được cái tấm canvas phía dưới nha. Thì như vậy là phần đáy ở trong ba lô của mình nó sẽ được thẩm mỹ hơn nè. Và lúc này cái phần thân túi của mình đã có cái độ cúp lại. Chân móc cuối cùng của cái hàng móc kết thúc này sẽ nằm thẳng hàng với chân móc mà ta đánh dấu ở phía dưới á. Bây giờ mình sẽ kết thúc hàng và thay màu cho phần thân túi. Thì để kết thúc được cái phần thân màu đỏ này thẳng hàng với cái chân móc mà ta đánh dấu phía dưới nè. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc kế bên. Đây là chân kế bên, ta sẽ bỏ qua chân kế bên và móc vào cái chân kế tiếp á. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi dời. Sau đó kéo vào cắt len. Ta tạo được một mũi giả đơn để kết thúc cho cái hàng móc màu đỏ. Thì lúc này cái sợi len thường nó đang nằm ở mặt phải của hàng móc. Các bạn sẽ sử dụng kim, đâm kim cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời. Đâm từ trong ra ngoài, sau đó kéo sợi len thừa vào trong mũi móc. Đây thì cái hàng màu đỏ của mình sẽ kết thúc như thế này. Sợi len thừa phía trong các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc ở bên trong này nè. Giấu vào trong mũi móc. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì cái hàng móc màu đỏ của mình nó sẽ kết thúc như thế này. Đây, nó sẽ thẳng hàng với các cái mũi móc bên cạnh. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu cho phần thân túi. Để thay màu cho phần thân túi thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ của cái hàng màu đỏ phía dưới. Tốt nhất là các bạn nên đâm kim cho mình vào một trong hai bên hông của thân túi. Đây, có thể là bên này hoặc cũng có thể là bên còn lại nha. Để cho cái phần túi của mình nó được đẹp hơn. Ta sẽ đưa sợi len ra phía sau mũi móc. Sau đó đâm kim vào chân móc bất kỳ của cái hàng màu đỏ này. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc bất kỳ. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc kế bên của cái hàng màu đỏ này nè. Đâm kim vào chân kế bên và móc một mũi móc đơn vào đây. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len thừa dài và mình giấu vào trong mũi móc như thế này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc mà ta kết thúc của cái hàng màu đỏ này nè. Sau khi đã móc đến cái chân móc mà ta kết thúc của cái hàng màu đỏ phía dưới. Chân móc cuối cùng của cái hàng móc đơn phần màu đỏ này cũng móc một mũi móc đơn.
Sau đó chân kế tiếp sẽ là chân móc của cái mũi dời á. Thì chân móc của cái mũi dời sẽ nằm thẳng hàng với cái mũi móc mà ta bỏ qua ở phía dưới của hàng màu đỏ nè. Đây. Đây sẽ là chân móc của mũi dời và nó sẽ thẳng hàng với cái mũi móc mà ta bỏ qua của cái hàng màu đỏ nè. Móc cho mình luôn vào cái chân móc mũi dời này một mũi móc đơn. Đây, lúc này các bạn sẽ thấy được cái chân móc mà ta bỏ qua phía dưới, nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc mũi dời nè. Đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ là cái chân móc mà ta móc mũi dời của hàng cuối cùng màu đỏ nè. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn luôn. Chân kế bên cũng một mũi móc đơn. Thì lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ không có bị gờ ở cái điểm nối này nè. Đây nó sẽ thẳng hàng luôn như thế này. Thì khi móc các bạn sẽ lưu ý cho mình, ở đây rất là dễ bị bỏ qua mũi móc nha. Ta sẽ dựa vào cái mũi móc mà ta bỏ qua của cái hàng phía dưới và móc vào cái chân móc mũi dời á. Chân móc mũi dời nó sẽ thẳng hàng với cái chân móc đó nha. Móc một mũi móc đơn vào đó để ta không có bị mất mũi. Cái đoạn len thừa ở phía sau này nè, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len như thế này để khi ta nối lại cái màu cam này, ta sẽ sử dụng cái đoạn len này để guốc lại cho cái phần mũi của mình nó không có bị hở. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu móc đầu tiên này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì ở chân móc đầu tiên của cái phần màu cam này, ta có một mũi móc xích gây nên đầu tiên này nè. Thì cái mũi này nó sẽ có hai đường móc, các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái đường móc ở bên trong nha. Đây, ở đây nó sẽ có hai đường móc, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc bên trong này nè. Đây, và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Thì cái màu của thân túi kế tiếp mình cũng không có điểm kết thúc nè. Ta sẽ móc xoắn ốc tương tự như thế này. Di chuyển kim đến chân móc kế bên và móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Ở cái chân móc mà ta bắt đầu nối cho cái hàng móc thứ hai của cái phần thân này thì nó sẽ bị hở một khoảng nè. Các bạn sẽ sử dụng sợi len thừa mà ta chừa ra, các bạn guốc thật mạnh vào. Thì khi guốc thật mạnh vào cái điểm nối của mình nó sẽ chắc chắn hơn và nó không bị hở ở cái điểm này nè. Các bạn sẽ dùng tay guốc thật mạnh vào. Đây, thì như vậy là đường móc của mình nó sẽ hoàn mỹ hơn nha, nó sẽ đẹp hơn và không có bị hở ở đây nè. Tiếp tục móc hết cái hàng móc tiếp theo này nha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu móc này. Đầu móc đầu tiên mà ta gây nên á. Sau khi móc được đến cái chân móc đầu tiên mà ta gây nên cái phần màu cam thì các bạn sẽ sử dụng kim đánh dấu cho mình vào mũi móc đầu tiên và cũng là mũi móc cuối cùng cho hàng móc nha. Bây giờ ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc cho cái hàng móc màu cam này. Thì ở đây ta không có điểm kết thúc nè. Các bạn sẽ liên tục móc xoắn ốc cho mình cái đoạn màu cam này. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn.
Thì như vậy là cái hàng móc màu cam của mình cũng có cái độ xoắn ốc như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái hàng móc tiếp theo cho đến khi cái chiều cao của cái phần màu cam này đạt được cái chiều cao bằng với chiều cao của phần thân màu đỏ nha. Đây, bằng với chiều cao của phần thân màu đỏ này, tức là số hàng móc nó sẽ bằng nhau nha. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu ở đây nè. Đây sẽ là điểm phân biệt điểm đầu tiên và kết thúc của hàng móc. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc cho phần thân màu cam, ở cái chân móc cuối cùng là chân móc thẳng hàng với cái mũi móc mà mình đánh dấu ở phía dưới nè. Các bạn cũng tương tự, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Tương tự như cái hàng màu đỏ nha. Bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời để kết thúc hàng. Sau đó kéo và cắt len. Sợi len thừa lúc này đang nằm ở phía ngoài, các bạn cũng lấy kim đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc ta vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa vào phía trong. Như vậy là mình kết thúc được cái hàng màu cam nè. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc và thay tiếp cái màu móc tiếp theo. Để thay được cái màu móc tiếp theo của cái phần thân túi này thì các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái màu cam mà ta vừa móc á. Cũng đâm kim vào chân móc bất kỳ ở hai bên hông của thân túi nè. Hoặc là ta có thể bắt đầu mũi móc ở cái chân móc mũi dời cuối cùng của màu cam này cũng được. Các bạn sẽ đâm kim cho mình lần lượt, sau đó móc tương tự thêm nhiều hàng móc nữa và ta sẽ thay màu xen kẽ nha. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần thân túi này còn 3 đến 5 cm nữa thì đạt được cái chiều cao của cái phần thân túi mà các bạn mong muốn á.